Còn tại Hà Tĩnh thì hai người phụ nữ đi lấy rong biển không may bị trượt chân rơi xuống biển tại Hà Tĩnh vào chiều qua. Đến sáng nay ngày 24 tháng 12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều nỗ lực thì đã tìm thấy thi thể một người mất tích trước đó. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, hai người phụ nữ cùng trú tại thôn Hải Phòng 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đi hái rong biển thì gặp nạn. Sau đó một người đã bơi được vào bờ, còn một người thì mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng, cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động 40 cán bộ chiến sĩ, nhân viên cùng tàu cano phối hợp với hai tàu cá ngư dân địa phương cùng người nhà tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực nạn nhân gặp nạn có vách đá trơn trượt, nước sâu, sóng lớn gió mạnh, thời tiết mưa lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 20 giờ tối qua, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích. Thi thể nạn nhân đã được các lực lượng chính quyền và địa phương đưa về cảng Sơn Dương, bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục.